Hello em, trên mạng thì mình thấy có một số bạn thích cái kiểu desktop như này, nhưng mà mình thấy nó cũng chưa được tối ưu lắm. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một cái desktop kiểu như này nhé. Đây là desktop của mình. Đây. Sau khi tùy chỉnh nó gọn là nó sẽ kiểu như này. Ngoài ra thì mình có thể tùy biến thêm cho nó. Đầu tiên thì các bạn có thể chọn đến một cái hình desktop. Ở đây mình có một số mẫu này. Hôm nay mình sẽ share thêm cho các bạn. Đâu này là có thể tùy chỉnh nhé. Nếu mà bạn nào biết Photoshop thì có thể tùy biến nó thêm. Còn nếu mà không biết thì có thể dùng luôn mấy cái ảnh mình có sẵn này. Thì để mà dùng luôn nhá, ví dụ một cái ảnh này. Đầu tiên mình sẽ thay cái ảnh đã, chẳng hạn như là đây, lấy luôn cái này đi. Đây là cái này thì các bạn sẽ sắp xếp các cái icon và vị trí cho nó phù hợp cả. Ở đây mình chỉ làm mẫu nên mình chỉ dùng vài cái thôi. Mình làm mẫu mình sẽ chỉ dùng một ít thôi nhá. Tùy các bạn có thể cho thêm. Nhưng mà để như này ấy, thì nó sẽ bị xấu bởi vì nó có cái chữ này. Bây giờ cái mũi tên này thì mình sẽ tìm cách để bỏ cái mũi tên này đi, đã phát cái này đi ạ. Đây nó sẽ như này, thì đầu tiên mình sẽ tìm cách xóa bỏ cái chữ này. Để mà xóa bỏ cái chữ này này thì mình sẽ dùng ký tự. Ký tự là A cộng với 255, nó sẽ là ký tự cho. Giữ nút A xong rồi bấm 255. Đấy. Enter. Bấm chuyên đi. Đấy. giữ an nhé, giữ an này có 255 ký tự trống. Tiếp tục đổi này. Nhưng mà các bạn lưu ý này, khi mà các bạn đổi sang cái thứ hai mà gõ an 255 thì nó sẽ trùng tên với cái đã gõ trước đấy, nên là khi mình enter ấy, thì có thể đôi khi là nó sẽ hiện cái số 1 ở đây để nó không bị trùng tên này. Thì mình sẽ gõ nhiều lần an 255 để cho nó ra nhiều ví dụ trống ấy, thì nó sẽ khác cái tiêu đề trước đó. Cái bandicam này không đổi được, cái này là bởi vì nó đang chạy nên nó không đổi được cái này. Thì mình có thể đổi cái khác đi, cái này đi chẳng hạn. Nếu mà nó bị trùng tên thì các bạn có thể thêm dấu cách, gõ thêm nhiều ký tự trống cho nó khác nhé. Đây mình gõ thì nó ăn luôn rồi thì thôi không cần đổi nữa. Cái này thì sau khi mình quay xong sẽ đổi xong. Bây giờ thì kệ đi. Đấy, đây coi như là những cái icon mình đã đổi xong tên này này. Bây giờ bước tiếp theo là bỏ cái mũi tên này đi nè. Thì mình sẽ dùng phần mềm này. Đây. Shortcut around. Chạy nó bằng quyền cản trị nhá. Tích vào no around này. Đó. Ok. Đấy. Bây giờ nó mất mũi tên này này. Nhìn nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Mình sắp xếp lại cho nó phù hợp. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn tùy chỉnh cái bảng này.
sẽ dùng Photoshop. Photoshop này, mở cái ảnh đấy ra. Đây là cái bảng mình đã điều chỉnh rồi này. Còn nếu các bạn muốn dùng ảnh góc thì đây có thể dùng luôn cái này cũng được. Kéo nó vào Photoshop này. Click đúp vào nó để nó bỏ cái ánh khóa này đi thì mới chỉnh được. Rồi. Bây giờ dùng công cụ pen tool. Đây này. Xóa bỏ cái nền cũ của nó đi. Rồi. Rồi, bấm Ctrl Enter. Tên nó đi. Đấy, bây giờ thì tùy các bạn có thể nhét một cái ảnh ở dưới này là cho nó một cái nền màu trắng này. Đấy, một cái nền trắng. Và mình sẽ dùng một cái biệt thự đi cho dưới đây, chẳng hạn cho cái này chuẩn bị khi sai lại cho nó phù hợp với căn trôn này. Đấy, đây mình chỉ để mô thôi nhé. Sau này lưu lại disco đổi ảnh bìa. Rồi anh em personal desktop này. Đây, chọn cái ảnh này mình nói chỉnh. Đó. Cái này ảnh này nó bị kích thước nó bị lệch với cả màn hình nền này. Thế thì bây giờ mình sẽ phải làm như này. Cái image này chọn image size đổi lại 1920. Kích thước của một desktop thì mình phải tùy chỉnh lại cho nó phù hợp. Ở đây mình sẽ chuyển nó thành 1080 đi. Đó. Cái này nếu mà bạn không muốn bị méo hình nhá thì xóa bỏ cái ảnh ấy đi. Kéo lại cái ảnh gốc vào. Tùy chỉnh lại. Giữ shift này, kéo. Đấy, xong rồi lại xóa bỏ cái nền như lúc đầu mình làm. Ở đây thì mình làm nhanh cho đỡ mất thời gian. Mình sẽ kéo cái này chèn luôn vào đây. Không xóa cái nền kia được. Mình sẽ làm nhanh qua thôi. Đó, bây giờ thử lại. Nếu mà các bạn muốn cho cái nền này trong suốt, đằng sau này trong suốt thì nhớ lưu ở dạng PNG nhé. Còn đây mình lưu ở JPG thôi. Đó, bây giờ đổi lại thì nó sẽ không bị hai cái viền đen nữa. Ok. Rồi. Còn một cái nữa. Ngoài ra thì nếu muốn trang trí cho cái này thì các bạn có thể tải thêm các cái gadget ở trên trên mạng nhé. Ok. Tốt. Đó, thêm mã rất nhiều để trang trí thêm. Còn mình thì mình không dùng tại vì nó nặng máy, mình không thích dùng lắm. Mình thì mình chỉ dùng cái ấy này thôi. Đây cái phần mềm này, desktop calendar. Đây, phần mềm này. Các bạn có thể download phần mềm này ở đây nhé. Đây, ở trong này. Cái phần mềm này miễn phí.
Đây, ví dụ như là cái bảng này của mình thì mình có thể tùy chỉnh lại cho nó vừa với cái bảng này. Ở cái ảnh này thì cái bảng nó bị lệch cho nên là mình sẽ không thể cho nó khớp vào đây được. Đấy, cho nên như của mình ấy, mình sẽ tùy biến lại. Tùy biến lại thì mình dùng cái ảnh này. Mình thì mình hay dùng cái ảnh này thôi. Đây. Ảnh phẳng. Một cái này. Hai cái. Đây. Mấy cái ảnh phẳng đây mình đã tùy biến này này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cho cái bảng này lọt vào đây. Tùy các bạn có thể dùng cái như của mình hoặc là không. Như của mình thì mình hay dùng cái phần mềm desktop calendar này vì là nó rất tiện. Mình có thể thêm các vi chúng vào đây. Đấy. Mình chụp này. Đọc sách. Sau khi làm xong mỗi lần thì tích vào đây là nó sẽ xóa này. Một màu. Rất là tiện. Cái desktop calendar này có thể tùy chỉnh cho nó tùy chỉnh màu và độ trong suốt cho nó phù hợp. Hãy nhìn nó tương đối là đẹp. Bây giờ mình sẽ đổi lại cái hình này mình hay dùng. Cái này thì biến rất đơn giản thôi. Thay đổi kích thước icon. Nếu mà không muốn to thì cho nó nhỏ lại. Hoặc là giữ Ctrl rồi lăn chuột. Ctrl đấy à. Lăn chuột giữa. Thay đổi. Con nào tùy thích cho nó như dê nó vào. Sắp xếp lại. Ở đây thì có một số file mình không đổi tên tại vì để ngoài hay dùng lười không muốn. Còn đổi tên thì tương tự như cách mình đã nói rồi đấy. Rồi vậy thôi. Mình sẽ chia sẻ các cái ảnh desktop của mình cũng như là cái phần mềm này cho các bạn để các bạn có thể tùy biến giống như của mình. Hy vọng hướng dẫn vừa rồi hữu ích với các bạn. Nếu mà hay thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xem clip của chúng tôi. Bye bye. Nhớ like và subscribe vì nó free.